Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu ngữ pháp động tính từ đi với sumnita hoặc là mnita. Chữ piu ở đây đi liền với nita thì p gặp n thì sẽ đọc là m. Vì như vậy cho nên chúng ta sẽ đọc đây là sumnita và đây là đọc là mnita. Đuôi câu thể hiện câu đuôi câu thể trang trọng. Chúng ta sẽ học ngữ pháp này ở bài số 7 trong giáo trình tiếng Hàn Seoul 1A. sumnita mrita kết hợp sau gốc động tính từ chúng ta lưu ý sau gốc nhé tức là động tính từ chỉ bỏ chữ tà đi thôi ạ dùng trong văn viết phát biểu các tình huống mang tính chất nghi thức trang trọng ví dụ đối với động tính từ không có bắt chim như là tà, thì chúng ta bỏ chữ tà đi sẽ thành siunha và thêm chữ kiều vào dưới chữ ha thành phát chim của nó và sẽ đọc là siôn ham nida ô thì cộng với bờ thành ôm nida mép thì thành mép sum nida. Mok ta thành mọc sum nida. ví dụ ở đây nalsika siôn ham nida. thời tiết rất là mát mẻ thời tiết mát mẻ 영국 가수가 한국에 옵니다. 그 가시 가시 Anh đến Hàn Quốc. Ca sĩ của nước Anh đến Hàn Quốc. 김치가 kim 김치 cay. 비빔밥을 먹습니다. Tôi ăn bibimbap. Đối với câu hỏi sẽ tuyển sẽ chuyển thành sumnika hoặc là mnika. Ví dụ 어디에 갑니까? 저는 부산에 갑니다. 무슨 책을 읽습니까? bạn à, đọc sách gì? ở đây là 어디에 ừ, 갑니까? là bạn đi đâu? 저는 부산에 갑니다. tôi đi Busan. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, Hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé. Ngoài ra, các bạn có thể vào trang web duhocvietmy.vn hoặc show edu vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa. Trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Sukohasotsumida. Bye bye.